Xin chào cả nhà, khá lâu rồi thì Hà chưa có làm được một cái video nào cả. Do thời gian vừa qua thì Hà phải đi làm thị trường khá là nhiều. Cho nên hôm nay Hà mới có thể trở lại được với tất cả mọi người để giới thiệu với nhà mình một cái bộ IT3875 gồm với 27 chi tiết. Hiện tại thì Hà đang đứng ở showroom của Zalo Việt Nam. Và bây giờ thì Hà sẽ cùng với tất cả mọi người cùng khám phá về bộ IT3875 với 27 chi tiết. Và 27 chi tiết đó là những gì nhá? Và trước mặt chúng ta đây là bộ IT3875 với 27 chi tiết. Bộ IT3875 khi mà nhà sản xuất gửi về thì đang còn nguyên đa linh kiện, gồm có cả cái giấy bóng ở bên ngoài. Thì bây giờ em sẽ tháo từ cái giấy bóng này đi ra. Và bộ IT3875 gồm với 27 chi tiết sẽ được rất là gọn gàng ở trong cái chiếc hộp nhựa cao cấp này, với logo của sản phẩm là Zato và tên của mã sản phẩm là IT3875. Ở bên trên của chiếc hộp sẽ có một cái tay cầm rất là chắc chắn để giúp chúng ta có thể di chuyển rất là nhẹ nhàng khi mà đi mang đi sửa chữa lưu động, hoặc là mình mang đi đến bất kỳ đâu mà mình muốn. Ngoài ra thì ở bên trên của chiếc hộp sẽ có thêm hai cái khóa chốt an toàn để giúp chúng ta có thể giữ nguyên sản phẩm không bị rơi ra, giúp cố định ở sản phẩm. Và bên trong bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào sản phẩm bên trong. Và đây là 27 chi tiết của bộ tiếp tay vặn IT3875. Bộ tiếp tay vặn thì gồm có một bộ khẩu là từ 8 đến 32. Từ 8 đến 32 ạ. Tiếp theo là một chiếc tay vặn 1/2 inch. Và ở chiếc tay vặn của Zato Ba Lan thì sẽ có một cái cần gạt ngang ở đây để cho chúng ta có thể đảo chiều khi mà vặn khẩu ạ. Tất cả bộ khẩu của Zato IT3875 thì đều được thiết kế bằng thép CLV với một cái tay nắm bằng nhựa rất là chắc chắn và vừa tay để giúp chúng ta có thể là vặn được chắc chắn hơn và nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra đi kèm với lại bộ tiếp tay vặn với khẩu tay vặn thì sẽ là những cái thanh nối ngắn và một cái tay trượt ngang ạ. Bên cạnh đó không thể thiếu đó chính là một cái khẩu lắt léo, và cuối cùng thì sẽ là hai cái đầu khẩu để tháo buji là khẩu 16 và khẩu 21. Vừa xong thì em đã giới thiệu với tất cả mọi người về bộ tiếp tay vặn IT3875 với 27 chi tiết. Và bộ IT3875 này hiện tại chỉ đang có giá là 1.700.000 đồng. Và sản phẩm đã được bán tại showroom của Zato Việt Nam với địa chỉ số 305 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội. Ở Hồ Chí Minh thì được bày bán tại showroom ở số 402 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, Hồ Chí Minh. Và để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm thì chúng ta có thể vào website của công ty là zato.vn, hay có thể để lại comment hoặc gọi điện trực tiếp đến hotline của công ty là 0983230230. Nhân viên của bên em sẽ gọi điện lại và tư vấn cụ thể hơn về bộ sản phẩm IT3875 này. Nếu như mình cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho em xin một like và chia sẻ đến với tất cả bạn bè của mình, hay đến với các hội nhóm để có thêm nhiều người biết đến Zato Ba Lan hơn nữa, để em có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều những video hay hơn. Và bây giờ thì video của em đến đây là kết thúc rồi. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các video lần sau. Xin chào.